Innova số sàn thì bên em bán nhiều rồi, nhưng đặc biệt ngày hôm nay nhá, thì bên em mới về được một em Innova sản xuất năm 2011, số tự động anh em nhá. Bản máy bản V số tự động, động cơ 2.0, màu lại còn màu đen nữa. Đấy, nên nếu như anh em nào mà muốn mua một em Innova để về để chạy gia đình đi lại hàng ngày tầm tiền phải chăng thì nên quan tâm đến em Innova này. Hello các bác nhá, thì bên em hôm nay mới về được một em Toyota rất là đẹp. Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em G Quang Ô Tô Chất thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình nhé, để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày trong ngày tháng. Thì ngày hôm nay thì bên em xin đặt cách là đăng bán một em Innova. Vì thường thường là kênh mua bán bên em là toàn những chiếc xe mà phải nói là khù phầm, hốc xăng, toàn những em xe VIP ngày xưa đấy, bê già mẹ cổ. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay này, về là một em Innova sản xuất năm 2011, số tự động nhá, hộp số tự động, động cơ chỉ có 2.0, máy 2.0, máy dọc rất động cầu sau, đăng ký 8 ghế ngồi. Ok cho anh em. Innova bản V này, mua tư nhân chính chủ biển 19 Phú Thọ nhá. Đấy, xe rất là đẹp, không có tai nạn đâm xôi cả, nói chung là xe máy số cực kỳ là chất luôn. Xe thì có trang bị hai dàn điều hòa, hai túi khí an toàn, màn hình Android rất là to bản luôn. Đấy, ok chưa? Và đặc biệt em này là đăng ký 8 ghế ngồi nhá, không phải là đăng ký 7 chỗ đâu mà là 8 chỗ nhá. Ok chưa? Đấy, cửa tiền hơn 200 triệu đồng nếu anh chị em bỏ ra mà là sở hữu em Innova này, nó quá là tuyệt vời luôn này. Đấy, sơn xi sạch màu đen, màu rất là hiếm, thường thường nó chỉ có màu bạc và màu vàng cát. Đấy, hôm nay đặc biệt là có em một em màu đen, là màu đen nguyên bản, màu đen nguyên bản nhá, sản xuất năm 2011 tại Toyota Việt Nam này, Phúc Yên Vĩnh Phúc này. Đấy, ok chưa? Xe đây rất là gọn gàng, rất là gọn gàng, sạch sẽ. Đấy, các bác nhìn cái nội thất của em chưa, cái đồ nhựa này, nội thất này, ghế da này, tắp ly này. Đấy, tắp ly đây, các bác nhìn chưa, rất là sạch, rất là sạch, không một vết xước luôn. Đấy, ok chưa? Gương chỉnh điện, kính chỉnh điện đầy đủ nhá, có bảo dưỡng này. Đấy, bảo dưỡng đầy đủ này, ok chưa? Màn hình các kiểu này. Đấy, hai túi khí an toàn nhá, và đặc biệt là sản xuất năm 2011, đấy khá là cao. Đây, tâm đi sau này. Số tự động thì đặc biệt cái dòng xe này, nếu đã là Innova số tự động rồi thì là không phải là xe chạy dịch vụ taxi. Vì là những cái dòng số sàn ngày xưa ấy, mà những chiếc Innova số sàn ấy là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu và nó rất là lành và bền. Đấy, như là người ta hay dùng cái dòng số sàn để chạy dịch vụ taxi gia đình. Nhưng mà đặc biệt số tự động như anh như chị em thấy ở trên ở ngoài ngoài đường ấy, không có, dường như là không có. Đấy, chạy taxi luôn, mà chỉ là chạy như ví dụ như là để chạy doanh nhân thương gia hoặc là đóng vào trong công ty. Đấy, đấy, coi nhìn chưa, không có tai nạn đâm đụng đấy nhá. Hàng ghế thứ ba này, 8 ghế ngồi, keo chỉ thì nguyên bản nhá, đèn rất là đẹp, 2011. Đấy, đây các bác nhìn chưa, quá là ok luôn, rộng rãi nhá. Đấy, cái khoảng này này, đấy, ba người ngồi sau rất là rộng luôn, rất là rộng rãi luôn. 8 ghế ngồi, nó không như cái dòng Fortuner chỉ đăng ký là 7 ghế ngồi nhá. Đấy, tắp lô tắp ly, anh nhìn chưa, các bác nhìn chưa, đấy các bác nhìn chưa, rất là đẹp luôn này. Đó, ok chưa này, ok chưa này. Đấy, hai túi khí an toàn, camera hành trình đầy đủ, màn hình to, cam nùi, cam hành trình đầy đủ. Đấy, quá là ổn áp ni hoa luôn. Đè lỗ à, đè phát ăn ngay, để em bật cái lắp cabo cho các bác xem nhá. Xe không cấn đụng, máy số thì cực kỳ là chất luôn. Đấy, máy số cực kỳ là chất. Cái dòng Toyota này thì nó là cái dòng rất là lành, rất là lành các bác ạ. Đây, nhìn chưa, máy lỗ êm nhá, máy dọc 2.0 dẫn động cầu sau, rất là sạch, gọn gàng. Đó, rất đẹp nhá. Đây, sạch sẽ này, không đâm đụng va quẹt gì nhá, không có đâm đụng va quẹt gì. Đấy, cửa tiền hơn 200 triệu đồng, anh chị em nào quan tâm đến em Innova này sản xuất năm 2011 này thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286. Đấy, hoặc anh chị nào có nhu cầu muốn đổi xe, có nhu cầu muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cứ alo cho em nhé. Bên em nhận mua bán trao đổi tất cả các loại xe từ 100 cho đến 600 triệu đồng. Đấy, số sàn, số tự động hay là máy xăng, máy dầu là bên em ôm hết. Càng loại xe tốn xăng, hốc xăng, máy V6, V8, V10 bên em càng thích. Đấy, đặc biệt là bên em chỉ thích mua những cái dòng xe trả thù quá khứ ngày xưa thôi. Bởi vì những dòng xe ngày xưa ấy, nó 5 tỷ, 10 tỷ thì tiền đâu mà mua, nhưng hiện tại bây giờ nó chỉ còn 4-500 triệu thôi. Mà bên em đặc biệt là chỉ buôn bán, thích buôn bán cái dòng xe đấy thôi. Đi rất là sướng, thêm một tí xăng nữa bỏ
thêm một tí xăng nữa là đi được, đi trải nghiệm nó sướng, nên là bên em chuyên làm trong đó nhá. Anh chị em nào muốn đổi xe thì cứ alo cho bên em nhá.